Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh Vũ trụ quanh ta, kênh tổng hợp những sự kiện nổi bật, những tin tức đáng chú ý. Và chúng tôi luôn luôn sẵn sàng gửi tới quý vị các bạn những tin tức nóng hổi, kịp thời nhất và chính xác nhất. Và ngay sau đây, xin mời quý vị các bạn đến với những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, mở đầu sẽ là tin tức truy nã một giám đốc trong vụ hỗn chiến ở Đồ Sơn khiến 5 người thương vong. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa phát lệnh truy nã đối với Cao Minh Tuấn sinh năm 1987, tức Tuấn Rừng, giám đốc công ty thương mại dịch vụ CNT và 3 bị can về tội giết người. Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố 16 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra vào 20 tháng 10 tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn. Theo đó, bị can Cao Minh Tuấn sinh năm 1987 tức Tuấn Rừng, Lâm Trung Ngọc sinh năm 83, Lâm Việt Công sinh năm 90 cùng ở quận Hồng Bàng và Đinh Ngọc Sơn sinh năm 1988 quê Quảng Ninh bị khởi tố về tội giết người. 8 bị can còn lại bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng gồm Lưu Tiến Thịnh sinh năm 85, Tích Tức Thọ Phìn, Nguyễn Văn Hùng sinh năm 89, Ngô Văn Hiệp sinh năm 89, Vũ Hữu Điệp sinh năm 90, Nguyễn Văn Khiển sinh năm 88, Cao Xuân Đại sinh năm 89, Đinh Xuân Quân sinh năm 85, Lê Quang Tiến sinh năm 89. 4 bị can che giấu không tố giác tội phạm gồm Lương Văn Hưng, Đặng Anh Tuấn, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Đắc Hưng. Trước đó vào ngày 20 tháng 10, Lưu Văn Hư Thịnh tức Thịnh Phin, Lê Văn Trưởng sinh năm 86 cùng ở quận Đồ Sơn và 12 đối tượng khác di chuyển trên 3 ô tô vào công trường xây dựng tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng để thu mua phế liệu. Tại đây, các đối tượng tát Phạm Tiến Tâm, sinh năm 83, trưởng phòng công ty dịch vụ bảo vệ Trung Thành, phụ trách bảo vệ tại khu dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Bị đánh, Tâm thông báo các chốt bảo vệ đóng cửa lại không cho xe ra vào dự án. Sau đó nhóm Thọ Pin lái xe ra cổng thì bị Cao Minh Tuấn tức Tuấn Rừng, giám đốc công ty thương mại và dịch vụ CNT và 5 nhân viên công ty này đã đang làm san lấp mặt bằng chặn lại dùng gạch đập vỡ kính chắn gió ô tô dẫn đến xô xát hỗn chiến. Tuấn Rừng và đồng bọn dùng gạch, dao kiếm và một khẩu súng ngắn lao vào hỗn chiến với nhóm Thọ Phin. Lúc này, nhóm Thọ Phin có Lê Văn Trưởng bị ném đá trúng đầu và ngã xuống. Sau đó, Trưởng bị các đối tượng nhóm Tuấn Rừng dùng dao chém gục tại chỗ. Nhận được thông báo, công an quận Đồ Sơn tới hiện trường nổ súng chấn áp. Các đối tượng bỏ chạy, một số đối tượng nhóm Tuấn Rừng vào quán cà phê thuộc công ty thương mại dịch vụ CNT, đưa dao kiếm cho nhân viên lau dấu vân tay rồi cất đi. Vụ hỗn chiến khiến Lê Văn Trưởng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. 4 đối tượng khác bị thương gồm Lò Văn Hải, Phạm Văn Tuân, Đào Nam Ninh, Đinh Xuân Quân. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát lệnh truy nã Cao Minh Tuấn tức Tuấn Rừng, giám đốc công ty thương mại dịch vụ CNT cùng Lâm Việt Công, Lâm Trung Ngọc và Đinh Ngọc Sơn do các bị can này bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Liên tiếp để học sinh văng khỏi xe tử vong, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị xác minh làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em và học sinh. Xử lý nghiêm các vi phạm để mất an toàn giao thông dẫn đến tai nạn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố về việc khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em. Công điện do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ký nêu rõ, trong tháng 11 liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em và học sinh. Trong đó, ngày 22 tháng 11, tại km 315 cộng 860 quốc lộ 12 thuộc địa bàn huyện Sông Mã, Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông do ô tô khách 16 chỗ, biển kiểm soát 26B00701 chở 19 em học sinh sau giờ tan học khi đang lưu thông bị tung chốt cửa khiến 3 học sinh trên xe rơi xuống đường, làm một em tử vong và 2 học sinh khác bị thương rất nặng. Ngày 1 tháng 11, tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô mô tô biển kiểm soát 81B30078 do học sinh lớp 9 điều khiển va chạm với ô tô tải và làm 2 học sinh tử vong. Ngày 2 tháng 11, tại huyện Cơ Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông do ô tô biển kiểm soát 51B02365 chở 30 học sinh do không đóng cửa khi lưu thông khiến một học sinh lớp 6 rơi xuống đường và bị chính ô tô này cán lên, người dẫn đến tử vong. Để khắc phục hậu quả và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm tương tự, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông các tỉnh trên chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, kết luận nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn nêu trên, xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc không đảm bảo an toàn khi vận hành phương tiện chở học sinh, xe mô tô, giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển dẫn đến tai nạn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt là hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh và trẻ em. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm quy định về lắp đặt camera giám sát trên ô tô kinh doanh vận tải. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thành phố Uông Bí dập dịch nhanh nhờ cách làm thần tốc. Ngày 4 tháng 11, thành phố Uông Bí phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng. Liên tiếp những ngày sau đó, thành phố có thêm nhiều F0 từ ổ dịch này và phát sinh ra các ổ dịch mới, khiến con số F0 của Uông Bí lên tới 88 ca. Với cách làm khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả, thành phố Uông Bí đã sớm ngăn chặn được đà lây lan của dịch COVID-19. Từ ngày 17 tháng 11 đến nay, thành phố không ghi nhận thêm ca mắc F0 mới. Cùng thời gian này, nhiều F0 cũng đã được điều trị khỏi bệnh. Tính đến ngày 22 tháng 11, thành phố Uông Bí có 63 bệnh nhân COVID-19 được ra viện. Số F0 toàn thành phố chỉ còn 25 ca. Vâng, thưa quý vị các bạn, một vụ cướp mà cảnh sát làm đạo diễn. Nguyễn Quốc Dũng, 40 tuổi, là cảnh sát, được xác định đã lên kế hoạch cho đồng phạm vờ đụng ô tô của doanh nhân rồi tấn công cướp tiền ảo giá trị 37 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 11, hành vi của Dũng, Hồ Ngọc Tài, 32 tuổi và 14 người khác được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu trong cáo trạng truy tố về tội cướp tài sản theo khoản 4 điều 168 Bộ luật hình sự, khung hình phạt 18 đến 20 năm tù hoặc chung thân. Theo cáo trạng, Tài cùng các đồng phạm là nhà đầu tư Bitcoin ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, nhóm này tham gia buôn bán tiền ảo với anh Lê, doanh nhân tại Sài Gòn. Năm 2018, sau thời gian dài đầu tư có lãi, Tài và Trần Ngọc Hoàng, 38 tuổi, bán hết 1.000 Bitcoin với giá trị khoảng 100 tỷ đồng chuyển sang mua tiền ảo mới, nhưng thua lỗ hết. Nhóm Tài cho rằng do anh Lê tư vấn cách đầu tư trên là nguyên nhân khiến họ sạch túi nên bàn cách cướp lại Bitcoin của anh Lê. Để thực hiện, Tài thuê thám tử là Mai Xuân Phốt tìm kiếm Lê với giá 25 triệu đồng. Ngoài ra, Tài cũng rủ thêm Trịnh Tuấn Anh, 36 tuổi, cùng kinh doanh tiền ảo, đi đòi lại tiền anh Lê, hứa sẽ chia cho 30% số Bitcoin lấy được. Sau đó, cảnh sát Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Tuấn Anh, đơn vị công tác chưa được cơ quan điều tra công bố, cũng tham gia. Tài gửi thông tin cá nhân hình ảnh ô tô của anh Lê và chuyển 50 triệu đồng cho cả nhóm làm chi phí tìm kiếm. Thám tử Phốt sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao trái phép, đặt giám sát, nắm toàn bộ lịch trình của gia đình anh Lê. Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Tài cùng một số người bạn từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Người này gặp Phốt để xác định đường di chuyển của con mồi và bàn cách bắt giữ chiếm đoạt điện thoại có tài khoản tiền ảo lên đến hàng chục tỷ đồng. Nguyễn Quốc Dũng lên kế hoạch tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm. Ngày 12 tháng 5 năm 2020, theo dõi qua định vị biết ô tô của anh Lê đang chạy về chung cư ở quận 2, chúng chia làm hai nhóm bám theo. Khi đến cầu Thời Đại, Phốt lái xe máy đâm vào đầu ô tô của anh Lê, sau đó gây gổ yêu cầu xuống xe giải quyết. Tài, Dũng, anh Tuấn và nhiều đồng phạm khác giả vờ lưu thông gần đó, chỉ chờ nạn nhân xuống xe là xông đến. Tuy nhiên, anh Lê đã cảnh giác nên đã lùi ô tô, lách qua Phốt phóng đi. Vụ bắt cóc thất bại. 5 ngày sau, biết xe của gia đình anh Lê từ Bảo Lộc về thành phố Hồ Chí Minh, nhóm Tài đeo khẩu trang, mũ áo khoác để ra tay. Cả bọn đi nhiều ô tô đuổi theo trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đến khu vực thị trấn Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai. Một ô tô vượt lên trước xe của anh Lê chặn đầu, một chiếc khác đâm vào đuôi xe. Anh Lê và người em vợ xuống xe liền bị cả nhóm Tài ập đến rút súng khống chế. Những người còn lại ép vợ con anh Lê lên ô tô khác, uy hiếp bằng kim tiêm chứa máu HIV làm giả bằng mực đỏ. Chúng buộc anh Lê đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử, nếu không sẽ tiêm máu HIV vào người vợ con. Trong hơn 2 giờ đi từ thành phố Hồ Chí Minh về, nhóm này tiếp tục đánh buộc anh Lê gọi cho anh trai chuyển thêm 1.000 đồng Bitcoin cho chúng. Trong lúc nói chuyện, anh Lê hét lớn khiến người nhà ở nhà sinh nghi không chuyển tiền. Đến khu vực vắng vẻ ở quận 2, nhóm người này bỏ gia đình anh Lê và xe xuống vệ đường, mang điện thoại và camera hành trình đi phi tang để xóa dấu vết. Gia đình nạn nhân tự giải thoát, cầu cứu cảnh sát. Theo kết quả giám định, số tiền điện tử mà anh Lê bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin, được quy ra tổng giá trị là 37 tỷ đồng, cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng. Quá trình điều tra,
Cảnh sát xác định Dũng là đồng phạm với vai trò giúp sức được hưởng hơn 400 triệu đồng, Nguyễn Tuấn Anh được chia 50 triệu đồng. Trùm đường dây lô đề tàng trữ nhiều súng đạn, Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc liên tỉnh. Tại nhà riêng, anh ta bố trí người cảnh giới cất giấu nhiều súng đạn. Ngày 23 tháng 11, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi số lô đề do Nguyễn Văn Hùng, 42 tuổi, trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Ngoài bắt giữ Hùng, nhà chức trách đã tạm giữ 8 người liên quan gồm 6 nữ và 2 nam để phục vụ điều tra. Tối ngày 19 tháng 11, Công an thành phố Thanh Hóa đồng loạt bắt khám xét nơi ở của các nghi can trong đường dây, thu giữ nhiều điện thoại và phương tiện mà họ sử dụng để ghi lô đề. Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Hùng, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng dạng K54, một khẩu súng hoa cải, một súng bắn đạn ria, 19 viên đạn và nhiều vật chứng khác. Theo cảnh sát, đường dây đánh bạc do Hùng cầm đầu có quy mô lớn, số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Hoạt động của đường dây này không chỉ ở các huyện, thị xã, thành phố ở Thanh Hóa mà còn liên quan đến các tỉnh ngoài. Nhóm này thực hiện giao dịch qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Tại nhà riêng, Hùng bố trí người cảnh giới nghiêm ngặt, lắp đặt camera giám sát để đối phó với lực lượng chức năng. Vâng, kính thưa quý vị, các bạn, Việt Nam tổng hợp thành công chất sản xuất thuốc chữa COVID-19 giá rẻ. Lần đầu tiên, các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu tổng hợp thành công hợp chất Litazosalide sản xuất thuốc điều trị COVID-19 từ nguyên liệu giá rẻ. Viện Khoa Hóa học Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết đã nghiên cứu tổng hợp thành công hợp chất Litazosalide ở quy mô phòng thí nghiệm, dùng để sản xuất thuốc điều trị COVID-19 ở thể nhẹ và trung bình. Thành công này thêm một lần nữa góp phần vào nỗ lực chung của nhà khoa học Việt Nam trong nghiên cứu thuốc, vaccine và sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đánh giá của công ty Zomac, thuốc này có hoạt tính tương đương với các kháng thể đơn dòng được FDA cấp phép khẩn cấp điều trị bệnh COVID-19. Ngày 14 tháng 4 năm 2021, công ty Zomac đã nộp đơn xin FDA Hoa Kỳ cấp phép sử dụng Latizosanide N300 đường uống để điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và trung bình. Giải nhảy cầu vô địch quốc gia năm 2021. Ngày 23 tháng 11 tại Trung tâm Thể thao Dưới nước thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ bế mạc giải nhảy cầu vô địch năm 2021. Kết quả, nhất toàn đoàn thuộc về thành phố Hà Nội với 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Giải nhì thuộc về đoàn Quảng Ninh với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Và giải 3 thuộc về đoàn Hải Phòng với 2 huy chương vàng, 1 bạc và 4 đồng. Giải nhảy cầu vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 năm 2021 là giải đấu thường niên nhằm kiểm tra chất lượng đào tạo và thi đấu môn nhảy cầu trên toàn quốc. Lần đầu tiên đăng cai tổ chức giải, tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định vị thế là địa phương có điều kiện cơ sở vật chất thể thao phát triển, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tổng thống Biden lệnh xuất 50 triệu thùng dầu dự trữ để hạ nhiệt giá xăng dầu. Nhà Trắng 23 tháng 11 thông báo Bộ Năng lượng Mỹ sẽ xuất 50 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách kiểm soát giá các mặt hàng nhiên liệu tại Mỹ. Trong 50 triệu thùng dầu này thì có 32 triệu thùng dầu thuộc diện mượn tạm và sẽ đưa trở lại kho dự trữ những năm tới một khi giá nhiên liệu bình ổn trở lại. Để đảm bảo dự trữ chiến lược, 18 triệu thùng dầu còn lại được đưa ra thị trường dưới góc độ chính quyền tăng cường bán dầu theo thẩm quyền được Quốc hội cho phép. Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra với các bước điều phối song hành của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Những nước cũng sẽ mở kho dầu dự trữ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là đã mở các cuộc thảo luận trong nội bộ về mở kho dầu dự trữ chiến lược trong vài tuần gần đây nhằm tăng nguồn cung cho bối cảnh người tiêu dùng phải đối diện với giá xăng dầu cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát vốn đang là thách thức lớn với nền kinh tế của Mỹ. Thời lượng của những bản tin mà ngày hôm nay chúng tôi, kênh Vũ trụ quanh ta gửi tới cho quý vị các bạn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những bản tin tiếp theo. Vũ trụ quanh ta, kênh tin tức mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất, phù hợp nhất. Những sự kiện nổi bật của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, trong nước và thế giới với góc nhìn đa chiều. Liên tục các bản tin tổng hợp với MC Tuân Lê được công chiếu từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày.
nếu thấy thích và là nguồn động viên lớn lao cho những người đọc báo Hổ quý vị. Kính mong quý vị hãy đăng ký kênh, cho một nút thích, chia sẻ với cộng đồng và hãy góp ý thật nhiều để kênh ngày càng phát triển và phục vụ quý vị được tốt hơn.